Chơi gì thì lấy mana gì ghen đi. Mẹ nó quấn nó nhiều đó máu rồi nó bực, nó nổi nó xì xì hút máu. Ai? Mình mới hết hả? Mới còn năm mà. Mới ngủ hả? Trời ơi, nào soi mắt làm quýnh vô luôn. Má quýnh vô mắt rồi đứng yên ở chỗ chết luôn. Mình ta sao đang né chiêu trong khi nào soi mắt trong lít vô mắt cái đứng yên luôn quýnh luôn chết luôn bạo thanh luôn. Cái con với anh em mà xin tôi dùng pin như mày cháu này. Lên em Ire nó sắp ra nó xiên xiên rồi đó. Mày vẫn mặt hả? Đậu xanh mày trâu cỡ nào? Sao là hay đuổi tao quýnh ghê mà sao chết? Trời nó lên thông đạo kìa, nó cho rồi. Ghê hả? Bắn tốc độ quá chết queo. Yeah. Ừ, Makai 04 ơi. Rồi lấy cái trụ mất đê. Chẩn xiên mày nha mày. Tu nó chết đó. Đạo xanh. Thấy không, hang này ghê không? Mày chói được là anh chói thêm cái nữa. Ờ nó lên quá trời kháng phép không kìa. Còn cái đó cái gì cũng lộn không? Trời ơi. Trời ơi. Rồi chết nó luôn rồi. Chết luôn.
Quá cồng kềnh trong khâu dứt điểm. Phải bắn lên tiếp mạng rồi mình chạy. Ừ. Quá cồng kềnh trong khâu dứt điểm nha các bạn. Mà giết được thằng sai luôn mà. Má heal được có 200 máu rồi. Xong thằng kia lên sắp chứ. Quậy ta. Má dính miệng quá luôn. Ồ luôn, nó có rét luôn, rét luôn. Bị ghen như máy điện luôn. Đừng có lát sớm quá. Lát vậy là muốn heal cũng khó ra nó xin cái chết. Ơ gì ăn ba đông không được. Nó chọc em cái chết bạn luôn. Ồ xanh nó buồn quá, nó chửi anh không. Vô lờ 11 nữa chứ. Anh mất luôn đó. Không mà. Thank you.
khỏe, đứng khỏe. Giết hết đi. Bên ta quá chắc kiều. Để ta heal hết rồi ta đi về trở lại. Lẹ lên nó chống nồng nó bắn tới bây giờ. Game này mẹ coi tao lên nè, mỗi thứ 200 rồi sao tao không biết. Đậu xanh. Nè nó giết quà. Ờ, sai lầm. À, thế đứng đâu vậy trời? Bết ê! Ghê giờ nó phế vật rồi, nó ra là cho nó lên đường mình. Con bút đi. Sao tụi bay hiền dữ vậy? Ôi, mày nhìn ta trắng máu. Ôi, ừ, mày chết. Gì mà nó cãi nhau chưa xong nữa rồi, bạn chó lắm. Quý lớn.